Chương trình chiều hôm nay gồm có Ukraine bắn hạ phi cơ A-50 trị giá 350 triệu đô la Mỹ trên biển Azov Anh Quốc cử 20.000 quân tham gia cuộc tập trận của NATO Hầu thì vẫn còn 75% năng lực tấn công Thiếu nhà ở, Canada cân nhắc giảm sinh viên quốc tế Điều đặc biệt trong bầu cử Đài Loan khiến thế giới chấn động. Phạm Dương xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa vào chiều thứ hai ngày 15 tháng 1. Như thường lệ, trước tiên xin mời quý vị đến với các bản tin về tình hình chiến sự tại Ukraine. Nổi bật nhất là sự kiện hai chiếc phi cơ đắt tiền của không quân Nga đã bị trúng đạn và gây ra tai nạn cùng trong một ngày phía Nga chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về lý do của vụ việc, còn truyền thông từ Ukraine đã có những lý giải đầu tiên. Thưa quý vị, hãng thông tấn ABC Ukraine đã dẫn một nguồn tin giấu tên trong quân đội của Ukraine vào hôm 14 tháng 1 cho biết lực lượng Ukraine đã bắn hạ một phi cơ quân sự loại A-50 của Nga trên biển Azov. Một phi cơ quân sự khác của Nga là loại IL-22M được cho là cũng bị tấn công. Nguồn tin cho biết chiếc phi cơ A-50 đã bị bắn rơi ngay sau khi được triển khai làm nhiệm vụ ở khu vực Kirillivka thuộc vùng Zaporizhia vào tối ngày 14 tháng 1 giờ địa phương. Chiếc phi cơ dường như biến mất khỏi radar và đã ngừng phản hồi các yêu cầu từ cơ quan hàng không chiến thuật. Trong khi đó, chiếc phi cơ IL-22M được cho là đã bị bắn rơi dọc theo bờ biển Azov vào khoảng 21 giờ giờ địa phương trang tin ABC đã đăng một đoạn ghi âm được cho là cuộc trò chuyện giữa phi công lái chiếc phi cơ của Nga và người điều khiển không lưu ở Anapa, cũng trên lãnh thổ của Nga. Người phi công được cho là đã cầu cứu và kêu gọi xe cứu thương cũng như xe cứu hỏa. Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng của Ukraine, ông Yuri Mishagin, đã tuyên bố trên Telegram rằng hai chiếc phi cơ của Nga đã bị phá hủy vào tối ngày 14 tháng 1 tuy nhiên phía Nga đã chưa lên tiếng về thông tin này. Chiếc phi cơ A-50 đã thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, như phát hiện các hệ thống phòng không, hỏa tiến dẫn đường và điều phối các mục tiêu cho chiến đấu cơ của Nga. Giá thành của phi cơ A-30 giao động từ 330 triệu đến 500 triệu đô la Mỹ tùy theo phiên bản. Theo trang tin Kiev Independent, mặc dù phi cơ A-50 đóng vai trò vô cùng quan trọng, nhưng phía Nga chỉ sở hữu 8 chiếc loại này, trong trường hợp chiếc phi cơ này bị bắn hạ, Nga sẽ gặp khó khăn nếu không kịp thay thế. Nga vận hành phi cơ A50 ở khoảng cách phù hợp với các hệ thống phòng không của Ukraine, do vậy, nếu Ukraine bắn hạ chiếc A50, đây sẽ là thông tin đặc biệt đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng của Anh Quốc vào hôm 15 tháng 1 đã cho biết anh sẽ cử 20.000 quân nhân tham gia khắp châu Âu trong cuộc tập trận lớn của NATO vào nửa đầu năm nay cùng với các tàu chiến và các chiến đấu cơ. Việc triển khai bao gồm 16.000 binh sĩ của quân đội Anh sẽ đóng quân ở Đông Âu từ tháng 2 đến tháng 6 sẽ tạo thành một lực lượng chủ chốt cho cuộc tập trận của NATO. Đi kèm còn có một số nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm với những chiến đấu cơ F-35B Lightning và các loại phi cơ giám sát đa năng. Cuộc tập trận Steadfast Defender 24 của NATO đã đánh dấu năm thứ 75 của Liên minh phương Tây. Liên minh NATO đã tăng cường số lượng quân sẵn sàng chiến đấu sau khi Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin đã ra lệnh tấn công Ukraine gần hai năm trước, và khối này sẽ tiếp tục hỗ trợ Kyiv bằng viện trợ quân sự, kinh tế cũng như nhân đạo. Trong bài phát biểu tại Lancaster House, Bộ trưởng Quốc phòng của Anh, ông Grant Sharp đã đưa ra một tuyên bố quan trọng. Hôm nay tôi có thể thông báo với Anh Quốc sẽ cử khoảng 20.000 quân tham gia vào một trong những cuộc triển khai lớn nhất của NATO kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Bộ trưởng Quốc phòng của Anh, ông Grand nói về một cuộc tập trận như sau. Quân đội của chúng tôi sẽ tham gia lực lượng với các đối tác từ 30 quốc gia của NATO và Thụy Điển để mang lại sự bảo đảm quan trọng trước mối đe dọa của Tổng thống Putin. Vào tuần trước, Thủ tướng Anh, ông Rishi Sunak, đã tuyên bố anh sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong năm tài chính tiếp theo lên tới 2,5 tỷ bảng Anh, tương đương với 3,19 tỷ đô la Mỹ, tăng 200 triệu bảng so với 2 năm trước đó. Thưa quý vị, theo đánh giá sơ bộ về đợt tập kích vào hôm 12 tháng 1, các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Anh Quốc đã bắn trúng 90% các mục tiêu, phá hủy hoặc gây thiệt hại hơn 60 bãi chứa UAV và các loại hỏa tiễn của phiến quân Houthi. Tuy nhiên, tờ New York Times đã dẫn lời hai quan chức của Hoa Kỳ nhận định rằng Houthis vẫn còn khoảng 75% năng lực quân sự. Một số khí tài của Houthis có tính cơ động cao nên chúng có thể được đưa đến những nơi trú ẩn nếu cần thiết. Công tác xác định vị trí các mục tiêu của Houthis khó khăn hơn dự kiến vì phương Tây mới chỉ bắt đầu tăng tốc việc này sau khi cuộc chiến giữa Hamas và Israel bùng nổ vào hồi năm ngoái. Các quan chức của Hoa Kỳ được New York Times phỏng vấn cho rằng washington có thể tiến hành đợt tấn công mới vào houthi sau khi kết thúc phân tích thiệt hại của những đợt tập kích gần đây các nguồn tin này cho rằng dù phản ứng của houthi trước các đợt tập kích của phương tây cho tới nay không có vẻ dữ dội tuy nhiên hoa kỳ và anh vẫn chuẩn bị tinh thần để trả đũa sau khi thành lập liên minh tuần tra chung trên biển đỏ và ra tối hậu thư cho houthi dừng tấn công nhưng không có hiệu quả hoa kỳ và anh đã phát động điều mà họ gọi là các đợt tập kích mang tính phòng thủ nhằm vào lực lượng Houthi vào sáng ngày 12 tháng 1 với sự hỗ trợ của Australia, Bahrain, Canada và Hà Lan. Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden đã tuyên bố các đợt tập kích này đã thành công, đồng thời cáo buộc Houthi đã gây nguy hiểm cho tự do của hàng hải. Thưa quý vị, theo đài CTV, Bộ trưởng Bộ Nhập cư của Canada, ông Mark Miller mới đây cho biết, nước này đang xem xét giới hạn số lượng sinh viên quốc tế được phép sống ở canada thông tin này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ của canada đang phải đối mặt với những lời chỉ trích về cuộc khủng hoảng khan hiếm nhà tại quốc gia này canada đã phụ thuộc vào nhập cư để thúc đẩy nền kinh tế và hỗ trợ dân số giả vì vậy thủ tướng justin trudeau đã cho phép tăng cường lượng người nhập cư hàng năm cuộc khủng hoảng thiếu nhà ở ở Canada được cho là do thực trạng gia tăng người di cư và các sinh viên quốc tế khiến nhu cầu về nhà ở tăng cao cũng như lạm phát đã làm chậm trễ việc xây dựng các khu nhà ở mới. Bộ trưởng Miller cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài CTV là Ask Period rằng chính phủ Canada đang xem xét giới hạn số lượng sinh viên quốc tế trong quý 1 và quý 2 năm 2024. Ông Miller nói, số lượng này thật đáng lo ngại đó thực sự là một hệ thống đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tuy nhiên, ông Miller đã không thông tin cụ thể Ottawa đang xem xét giảm bao nhiêu sinh viên quốc tế. Dữ liệu chính thức cho thấy có hơn 800.000 sinh viên nước ngoài có thị thực chỉ riêng năm 2022, tăng 275.000 người so với năm 2012. Canada là một điểm đến phổ biến đối với sinh viên quốc tế vì việc xin giấy phép lao động ở nước này tương đối dễ dàng. Chính phủ Canada cũng đưa ra một ý tưởng giới hạn số lượng thị thực cho sinh viên nước ngoài vào hồi tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, bộ trưởng Bộ Nhà ở là Sean Fraser khi đó cho biết, chính phủ vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có nên theo đuổi lựa chọn đó hay không. Tiếp sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Việt Anh của chúng tôi. Thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 11, cuộc bầu cử Đài Loan năm 2024 đã thu hút sự chú ý toàn cầu. Ngoài kết quả bầu cử, còn một điều nữa gây xôn xao mạng xã hội, đó là tính minh bạch trong quy trình kiểm phiếu bầu cử của Đài Loan. Ngay cả ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ, viết vẹt Ramaswamy cũng ngạc nhiên trước hệ thống bầu cử của nước này. Vào ngày 13 tháng 1, ông Ramaswamy đã đăng một video về quá trình kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Đài Loan lên mạng xã hội X. Người điểm phiếu đọc to tên người trên mọi phiếu bầu chọn và dơ cao tờ phiếu giấy để những người giám sát xung quanh có thể rõ ràng thấy tên trên phiếu. Cùng lúc đó có người ghi chép lại lên trên tấm bảng. Tất cả những điều này đều được công khai. Ông Ramaswamy nói, đây là những gì người Đài Loan làm, hoàn toàn minh bạch, khác với chúng tôi. Đồng thời, ông cũng ca ngợi ông Lại Thanh Đức, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan. Ông Lại là một người có lập trường cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan và theo chủ nghĩa dân tộc. Phóng viên Cornelius Dickman của tạp chí Der Spiegel của Đức nói, Đài Loan đang thể hiện sức mạnh của dân chủ. Mỗi phiếu bầu đều được người điểm phiếu dơ cao để công chúng có thể nhìn thấy. Kết quả trên mỗi phiếu bầu được người kiểm phiếu đọc to và lặp lại. Sau đó được thống kê trên một tấm bảng để mọi người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy. Bất cứ ai cũng có thể xem, chụp ảnh hoặc quay video. Khi thùng phiếu trống, nhân viên sẽ cho công chúng thấy thùng phiếu thực sự trống. Cuộc bầu cử ở Đài Loan yêu cầu cử tri phải bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu được chỉ định và sử dụng phiếu bầu bằng giấy không có phương pháp nào khác như bỏ phiếu vắng mặt, bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu ủy quyền hoặc bỏ phiếu điện tử ở Đài Loan. Các lá phiếu được đếm bằng tay và mỗi lá phiếu sẽ được trưng bày để công chúng kiểm tra trước khi kiểm phiếu. Hãng tin Bloomberg cho rằng lý do Đài Loan không chấp nhận bỏ phiếu vắng mặt là để ngăn chặn khả năng chính quyền Trung Quốc can thiệp vào các cuộc bầu cử dân chủ. Bà Margaret Lewis, giáo sư tại trường luật Đại học Seton Hall nói, nếu Đài Loan càng rời xa hệ thống bỏ phiếu đơn giản này, thì càng có nhiều khả năng làm giảm niềm tin của người dân vào kết quả bầu cử. Kính thưa quý vị, bản tin tổng hợp của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Một lần nữa Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay.